Xin chào các bạn, khi nhắc đến các loài động vật như là ngỗng và chuột đầm lầy, bạn có thể hình dung chúng là những sinh vật vô hại, thậm chí là một phần của cảnh quan tự nhiên đúng không ạ? Tuy nhiên, bạn có biết rằng, tại Hoa Kỳ, những loài động vật này lại đang gây ra những vấn đề lớn về môi trường và nông nghiệp không? Vậy đâu là những tác động mà chúng mang lại? Và tại sao chúng lại trở thành mối quan tâm lớn ở một quốc gia phát triển như Hoa Kỳ? Hãy theo dõi video ngày hôm nay để khám phá những bí mật đằng sau sự thật này. Và trước khi chúng ta bắt đầu, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị sắp tới. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé! Ngỗng Canada là một trong những loài ngỗng hoang phổ biến nhất ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ. Theo ước tính, có khoảng 5-7 triệu con ngỗng Canada sống ở Hoa Kỳ và chúng gây ra nhiều vấn đề cho nông dân và các khu vực đô thị. Hiện nay, tại Hoa Kỳ, các thảm cỏ tại công viên và hồ nước nhân tạo thường trở thành nơi cư trú yêu thích của ngỗng Canada. Sự hiện diện của chúng gần khu dân cư, đặc biệt là với số lượng lớn, đã gây ra nhiều vấn đề từ việc ô nhiễm môi trường đến mối quan ngại về sức khỏe cộng đồng. Đây là lý do chúng từng được coi là loài gây hại trong một số khu vực do sự tăng trưởng nhanh chóng của chúng. Mỗi con ngỗng Canada có khả năng sản xuất lượng phân lớn, ước tính khoảng 680-907 gram mỗi ngày, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho công viên và các hồ nước. Hơn nữa, việc chúng ăn cỏ trên các bãi cỏ có thể làm giảm vẻ đẹp của cảnh quan đô thị. Thời gian từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 5 hàng năm thường là mùa làm tổ và đẻ trứng của ngỗng Canada. Tổ của chúng thường được xây dựng gần các vùng nước như ao, hồ hoặc đầm lầy. Mỗi con ngỗng cái thường đẻ từ 4 đến 7 quả trứng và cả con đực và con cái sẽ tham gia ấp trứng. Những quả trứng này thường nở sau khoảng 24 đến 30 ngày ấp tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Ngỗng con sau khi nở có khả năng tự kiếm ăn ngay và theo chế độ ăn của ngỗng trưởng thành. Những con ngỗng con sẽ sống cùng cha mẹ của chúng qua mùa đông. Những con ngỗng con sẽ rời đi vào mùa xuân năm sau và chúng bắt đầu học bay khi khoảng 2 đến 3 tháng tuổi. Ngoài ra, ngỗng Canada còn gây ra ô nhiễm tiếng ồn đáng kể, đặc biệt là trong mùa sinh sản, khi những con ngỗng cạnh tranh và chiến đấu với nhau để giành quyền giao phối. Chúng phát ra những tiếng kêu lớn và dồn dập. Những âm thanh liên tục này không chỉ làm xáo trộn sự yên bình của các khu vực gần đó, mà còn có thể gây ra sự phiền nhiễu đáng kể cho những người không quen với chúng. Khi tháng 9 và tháng 10 hàng năm đến, thì hàng ngàn con ngỗng sẽ bắt đầu hành trình di cư ấn tượng của mình về phía Nam để tránh rét. Trong chuyến di cư này, chúng sẽ tạm dừng ở những cánh đồng để tìm kiếm thức ăn và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Sự xuất hiện của đàn ngỗng lớn cũng mang đến những thách thức không nhỏ cho nông dân, đặc biệt là những người trồng ngũ cốc, khi mà cánh đồng của họ có thể bị ngỗng gây thiệt hại nghiêm trọng. Về việc giải quyết vấn đề quá nhiều ngỗng ở Hoa Kỳ, việc cho phép săn bắn có quản lý là một giải pháp khả thi. Điều này cần tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật và các giới hạn được đặt ra.
các thợ săn chuyên nghiệp sẽ thực hiện việc săn bắn ngỗng. Họ sử dụng ngỗng giả đặt trên mặt đất để thu hút đàn ngỗng và mặc trang phục ngụy trang có màu sắc hòa nhập với môi trường xung quanh. Khi đàn ngỗng tiếp cận, họ sẽ sử dụng súng săn để bắn chúng. Bắt và giết mổ ngỗng trong thời gian chúng thay lông vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 hàng năm là một biện pháp được thực hiện ở một số khu vực. Trong giai đoạn này, ngỗng mất khả năng bay do việc thay lông cánh. Một số tổ chức từ thiện ở Hoa Kỳ có thể thực hiện việc này và phân phát thịt ngỗng cho các gia đình cần thiết. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến bang Louisiana của Hoa Kỳ để tìm hiểu về vấn nạn chuột đầm lầy. Chuột đầm lầy còn có tên gọi là Nutria, là loài gặm nhấm lớn, trọng lượng trung bình khoảng 5-9 kg, sống ở vùng đầm lầy ven biển của Louisiana và hiện đã phổ biến khắp miền Nam Hoa Kỳ. Chúng được coi là loài xâm lấn vì thói quen ăn rẫy cây của chúng có thể làm tổn thương đến hệ sinh thái đầm lầy. Theo thông tin từ Cơ quan Động vật Hoang dã Hoa Kỳ, một con chuột đầm lầy trưởng thành có thể sinh ra từ 2 đến 13 con mỗi lứa và có khả năng sinh ra 3 lứa mỗi năm. Sức sinh sản mạnh mẽ này khiến số lượng của loài vật này tăng nhanh, trở thành mối đe dọa đối với hệ sinh thái đầm lầy. Hiện nay, tại nhiều công viên ở Louisiana, số lượng chuột đầm lầy rất lớn và du khách thường có thói quen cho chúng ăn. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia về động vật, việc này có thể khiến số lượng chuột tăng nhanh và gây hại cho cảnh quan công viên. Để xử lý loài xâm lấn này, việc đặt bẫy và săn bắn là hai biện pháp thường được áp dụng. Bang Louisiana đã đưa ra phần thưởng là $5 trong mỗi con chuột bị tiêu diệt. Thợ săn sau khi săn được chuột thường cắt đuôi chúng và mang đến để nhận thưởng. Nếu các bạn ở Hoa Kỳ, các bạn nghĩ mình mỗi ngày có thể bắt được bao nhiêu con chuột đầm lầy? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Cảm ơn bạn. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ cũng khuyến khích người dân sử dụng thịt chuột trong ẩm thực để giảm số lượng của chúng một cách hiệu quả. Nhìn món thịt chuột vàng ươm bốc khói nghi ngút này, các bạn có thể cảm thấy là vị giác của mình được kích thích không? Qua video này, các bạn đã hiểu phần nào về tác hại của các loài động vật xâm lấn tại Hoa Kỳ như ngỗng Canada và chuột đầm lầy. Từ việc gây hại cho cảnh quan thiên nhiên đến ảnh hưởng đến môi trường sống của con người và làm mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Các biện pháp đã được triển khai, nhưng những loài xâm lấn này vẫn là vấn đề khiến quốc gia này phải đau đầu. Bạn có giải pháp nào hay hơn để xử lý các loài xâm lấn này hay không? Hãy để lại ý kiến để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu yêu thích video thì hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!